không còn một nguân nào hết. Nên Đức Giáo Chủ cho biết hạ nguân nay đã hết đời là đúng, không sai đâu. Nhưng mà còn nằm trong giai đoạn của hạ nguân, nằm trong giai đoạn cùng cuối của hạ nguân, không còn một nguân nào nữa. Phải thay đổi của hạ nguân mới trở lại thành thượng nguân, trở lại tiếp tục. Như ông ba cho biết đó, giặc dậy lăng xăng giặc dậy, tầm bậy quánh nhau tầm bậy, ở đó giặc bèo. Cho nên cái sự sống chết nó rất là lẹ thay. Cũng như chỗ khác Đức Thầy nói trong bài Hố Hò Phan, cũ cũ y nhiên, tình riêng tham báo, đổ máu tuôn rơi, khùng mới nói chơi, chư ban hàng phục. Theo từ chữ Nho, chữ cũ tức là 9, mà cộng vào chữ cũ nữa là 9 tức là 18. Mã này gọi là thập bát chư bang, tức là 18 nước đại cường quốc trên thế giới, là hoàng cầu trách chuyển xây, gớm ghê cho chúng hơi thay muôn ngàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước kính thưa các đấng thiêng liêng, thần linh sở tại ở trên núi Ông Cấm, ngay cái nơi dù ông voi ông bướm, mà do ngày xưa Đức Cố Quảng thu phục hai vị thủ lãnh này. Tưởng đâu á là hai vị này á, nghe nói hồi nhỏ chưa hiểu á, chứ chưa coi lịch sử. Nói ông voi ông bướm, cái vô ông voi ông bướm, chắc hồi xưa chắc ông voi ông bướm về đây ở chắc nhiều lắm, mình ngỡ rằng là vậy. Nhưng mà không ngờ ông voi ông bướm tức là hai vị thủ lãnh của người Campuchia vào thời kỳ Nặc Nông Ôn, Nặc Nông Ông dẫn đại binh qua để mà chiếm Việt Nam mình. Nhưng mà có một cái được Đức Cố Quảng ra thu phục hết. Cho nên đó, sau khi thả về đôi ba lần, tới lần sau cùng ông voi ông bướm mến Đức, mới theo Đức Cố Quảng quy y Phật Thầy và ẩn trên núi này, ngay hai cái vồ đá này, là tu luôn từ đó về sau cho đến ngày chứng đắc. Và không ai còn biết hai vị này ở nơi đâu nữa cả. Từ đó về sau đặt hai cái vồ đá này gọi là vồ ông voi ông bướm, là nơi chỗ ông voi ông bướm tu hành. Và hôm nay được có duyên lành cùng chư quý vị mình ở trên núi Ông Cấm. Gieo duyên với quý vị mình vài lời cũng như bà con mình trong nước và ngoài nước. Bây giờ đây là nói sự thật. Mình là người đạo. Mình là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, là một người đạo. Thì gặp với nhau là chỉ bàn bạc đạo lý nghe, để đun đúc tinh thần cho nhau, để mà tu hành cho đến ngày thành công viên mãn, quy y theo thầy tổ, hướng theo chân lý đạo Phật, đạo thầy, để mà tu cho đến ngày thành công đạo quả. Chứ không lẽ mình tu, mình gặp nhau, mình bàn ba cái chuyện đời thì nó không hợp lý. Mà hàng ngày mà người tu nào mà mình bàn ba chuyện đời nhiều đó, là đạo tâm bị thất thoát rồi. Tức là trong tâm hồn là bị yếu ớt rồi, nó không còn được nguyên vẹn nữa. Bây giờ trở lại được gieo duyên cùng chung với quý vị mình với bốn câu giảng của Đức Thầy trong bài Lộ Chúc Cơ Quyền. Và đó là thiên địa u minh dĩ đạo tràng, thập bát chư hầu lị há khang, đạo lý tầm sâu sâu chẳng cạn, đời cùng ly loạn khắp chư bang. Mời toàn thể chư quý vị mình để bàn cùng chúng tôi, bàn bốn câu này coi nghe sao. Chứ còn mấy câu sau nữa còn gùng gợn hơn nữa đó. Thương hải tan điền ắt chẳng yên, thiên địa diệt gian dĩ thiện riêng. Còn nhiều câu trong bài đó rất là đặc biệt, vì tựa đời, tựa bài mà Đức Thầy đã viết gọi là Lộ Chúc Cơ Quyền, tức là nấu ra về phần quyền cơ. Chúc ra về ý là nó nói ra sự quyền cơ cho mọi người cùng biết. Rồi Lộ Chúc Cơ Quyền. Chữ chúc này không phải là chúc mà ít, không phải vậy.
Và đó là chúc, tức là đổ ra, tuôn ra. Nên gọi là tựa bài mà thầy nói đó là lộ chúc cơ quyền. Cũng có nghĩa khác, quý vị, có một số vị ta cũng định, ta nói Đức Thầy ra đời truyền dạy đạo, cũng lộ một đôi chúc về thiên cơ cho mọi người biết. Nhưng riêng chúng tôi hiểu thì đó là lời của Đức Thầy chúc ra, đổ ra, tức là đem ra để truyền dạy đạo cho mọi người biết. Nữ nam muốn rõ âm hao, ráng trao đức hạnh, ngày sau sẽ tường. Cho nên lời của Đức Thầy nói ra, đem ra bài ra cho mọi người biết. Giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn, dạy ở, chữ tu vuông tròn. Thì thôi mời toàn thể chú dì mình hôm nay chúng tôi gieo duyên khoảng lối 20 phút đồng hồ để tặng quý vị mình cuối năm của 2022. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu công đức được bao nhiêu, xin nguyện hồi hướng cho toàn thể pháp giới chúng sanh cũng như đất nước Việt Nam, và được có mặt trên cõi đời này cũng như tất cả pháp giới chúng sanh luôn luôn được bình an, tốt đẹp, hạnh phúc trong cuộc sống, tinh thần phát triển và cố gắng tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Và mời quý vị cùng chúng tôi để bàn bốn câu giảng này coi sao. Và thưa nhân hào trí thức cũng như các vị thâm hiểu về giáo lý của Đức Phật, Đức Thầy, hoan hỷ cho chúng tôi tuổi đời cũng còn nhỏ dại, sức học hiểu cũng tùy theo của mình, chứ cũng không đi quá sức tầm hiểu biết của mình được. Biết bao nhiêu trình bày chia sẻ cùng bà con mình. Vì Đức Thầy chúng ta vắng mặt năm 1947, chỉ còn các huynh đệ, còn đồng đạo, còn bà con của mình gặp gỡ với nhau, chia sẻ bàn bạc, đun đúc tinh thần cho nhau để nắm tay cùng nhau để tu, để chờ Thầy chở gót. Vì Đức Thầy đã cho chúng ta biết rồi và hứa hẹn sẽ một ngày trở về. Ít lâu ta cũng trở về, phiên cùng bổn đạo chớ hề lãng sao, trì lòng chớ có núng nao, từ đây nhân vật mòn hao lần lần. Lần thứ chót gọi lời kêu thúc, Thầy nhắc cho bổn đạo rõ lòng. Chừng ơn trên ban được lục thông, Thầy mới được Tây Đông Du Thiết. Để cho Thầy đi dạo ta bà, đặng giải kẻ đàng xa chưa rõ. Nên chỗ này Đức Thầy cho chúng ta biết rằng, thiên địa u minh dĩ đạo tràng. Chữ thiên là trời, mà chữ địa tức là đất. U minh tức là tối hù. Dĩ đạo tràng, mà chữ dĩ tức là lấy dùng. Mà đạo tràng chỉ cho nước Maha, chỉ cho là nguồn đại đạo, chỉ cho giáo pháp Đức Phật, Đức Thầy. Rút lại trong một câu đầu tiên, thiên địa u minh dĩ đạo tràng, là đến thời kỳ loạn ly cơ đồ, đến thời kỳ của cùng cuối hạ nguyên, trời đất sẽ tối thui, lật lộn hết tất cả sự sống con người, thay đổi hết tất cả. Giống như Đức Thầy cho chúng ta biết rằng, hạ nguyên nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời gia can, tức là gia đình, vợ con, đạo vợ chồng, con cháu cột đùm, ngủ mê thức dậy sức đùm không hay. Ông Ba Thới cho biết như vậy. Và cho nên đó thì tất cả chú vị mình biết đó, đến đoạn giai đoạn đó là thay đổi của thời đại của Lý Tam Quan, cũng như từ không gian 3 chiều trở thành 4 chiều, cũng như sự thay đổi của trời đất, sự vận hành của vũ trụ càng khôn. Giờ đó chỉ còn có cái đạo mà thôi. Và giờ đó chỉ còn có cái đạo, giờ đó chỉ còn có cái giáo pháp của Đức Phật, Đức Thầy, chỉ còn chân lý, chỉ còn ai có đạo đức, chỉ còn ai biết tu hành mới còn được mà thôi. Còn không đó là hủy diệt hết tất cả mọi thứ. Xin đọc lại một đoạn lại cho quý vị mình nghe, tức là một câu lại cho quý vị mình cùng chúng tôi dễ tìm hiểu. Thiên địa u minh dĩ đạo tràng, trời đất tối thui, thay đổi càng khôn vũ trụ. Giống như bên Công giáo Đức Chúa Giêsu cho biết đó, đổi nhật, đổi nguyệt, đổi phong, đổi năm, đổi tháng, đổi trong ngày giờ, đổi ông cha lại đổi nhà thờ,
đổi cồn, đổi bãi, đổi cờ Nam Bang, trời xây Âu Á bốn khoang, nước tràn bờ cõi, khó an thời kỳ. Giàu nghèo chống xuồng, giàu lại chống ghe, chờ cho nước lớn chèo te lên dòng. Đó là lời của ông Ba Thới cho biết. Giờ đó chỉ còn lấy cái đạo mà thôi. Cũng như có câu cho biết, Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà. Cái vị nào mà còn biết được niệm Di Đà, vị nào còn biết đạo đức tu hành, thì ngày sau này là chỉ Phật trời cứu. Và giờ đó người đó chỉ còn có cái đạo mới được Phật trời cứu mà thôi. Nên gọi là thiên địa u minh dĩ đạo tràng. Mà lúc đó đó, thay đổi tất cả vận hành vũ trụ càn khôn, đất bằng dãy sóng còn gì trời ơi. Mình đang sống bình yên, đang sống cuộc tốt đẹp, đang đất bằng như thế này nè, đột nhiên ở đâu đó đất nó sập xuống hết. Giống như gần đây ở Vĩnh Long cũng vậy, ở Chợ Mới cũng vậy, rồi ở bên Bình Thủy cũng vậy, sập một lần 5-7 căn nhà, mười mấy căn nhà sập một lần, mấy chục căn nhà. Và được coi một tờ báo cho thấy từ cái một cái chung cư 30 mấy tầng tự nhiên là lúng xuống, đất bùng tự nhiên liếp lại hết. Rồi quý vị mình thấy cái sự vận hành của trời đất không phải nằm yên một chỗ, nhưng mà cái gì nó cũng có sự băng hoại. Giả tỷ cái kiếp sống con người của mình là sống 100 tuổi hoặc là 100 mấy thì cũng phải chết. Định luật vô thường, không ai tránh khỏi. Hoàn cầu vũ trụ chúng ta đang sống, giả tỷ nó được mấy triệu năm thì mấy triệu năm nó sẽ thay đổi. Tại vì cuộc đời mà, nó sẽ thay đổi dần mãi. Tuổi chúng ta cũng vậy, đáng lý ra là mình có sức khỏe hoài, giữ được nét đẹp hoài nó mới đúng. Nhưng mà từ một tuổi lớn dần lên, 5-7 tuổi, lớn lên rồi tới thanh niên, tới trung niên, dựng vợ giờ gả chồng đâu đó rồi lớn lên rồi lần lượt rồi già nuôi theo 5 tháng rồi cũng phải quả diệt, phải chết mà thôi. Thì vũ trụ càng khôn này cũng thế, đâu ai tránh khỏi được cuộc đời này. Mà Đức Thầy ra đời truyền giải đạo cho chúng ta biết rằng sự thay đổi của lý tam nguyên và thay đổi hết tất cả. Thời đại chúng ta đang sống gọi là hạ nguyên hạ rồi, mà vào thời trái đất chúng ta đang sống vào thời thượng nguyên, là có thượng nguyên thượng, thượng nguyên trung, thượng nguyên hạ, thời kỳ trung nguyên thượng, trung nguyên trung và trung nguyên hạ, thời kỳ hạ nguyên là hạ nguyên thượng, hạ nguyên trung, thời kỳ chúng ta đang sống là hạ nguyên hạ, không còn một nguyên nào hết. Nên Đức Giáo Chủ cho biết hạ nguyên nay đã hết đời là đúng, không sai đâu. Nhưng mà còn nằm trong giai đoạn của hạ nguyên, của nằm trong giai đoạn cùng cuối của hạ nguyên, không còn một nguyên nào nữa. Phải thay đổi của hạ nguyên mới trở lại thành thượng nguyên, trở lại tiếp tục. Nên chỗ này Đức Thầy lộ ra cho tất cả chúng ta biết, bày ra, chúc ra cho mọi người hiểu và để biết. Để cố gắng tu hành, biết được cuộc đời là vậy rồi, phải cố gắng tu. Cho nên tất cả chúng ta phải có sự trắc nghiệm, suy nghĩ, kiếm chỗ nào tĩnh lặng, thanh vắng, nhìn lại cuộc đời này coi sao, nhìn lại tâm hồn mình coi thế nào, có sự thay đổi của trời đất không, có sự thay đổi của vận mệnh của vũ trụ càn khôn này hay không. Cho nên sự vận hành đó và cái sự con người sống chết đó, rồi tranh đấu hơn thua, cấu xé giành giật, rồi sát sanh hại mạng, tất cả mọi loài, giờ đó mới đi đến câu thứ hai. Cho nên gọi là thập bát chư hầu lỵ há khang. Chữ thập á, là 10, mà chữ bát tức là 8, mà chữ bang tức là nước, mà lỵ há khang tức là rơi nước mắt, tức là khổ mà khóc rơi nước mắt. Chỉ cho 18 nước đại cường quốc trên thế giới chiến tranh toàn cầu, như ông ba cho biết đó, giặc dậy lăng xăng giặc dậy, tầm bậy quánh nhau,
quánh nhau tầm bậy, ở đâu ở đó giặt bèo. Cho nên cái sự sống chết nó rất là lẻ thay. Cũng như chỗ khác Đức Thầy nói trong bài Hố Hò Phan, cũ cũ y nhiên, tình riêng tham báo, đổ máu tuôn rơi, khùng mới nói chơi, chư ban hàng phục. Theo từ chữ Nho, chữ cửu tức là 9, mà cộng vào chữ cửu nữa là 9 tức là 18. Mã này gọi là thập bát chư bang, tức là 18 nước đại cường quốc trên thế giới là hoàng cầu trách chuyển xây, gớm ghê cho chúng hơi thay muôn ngàn. Cho nên tất cả mình nên nhớ rằng, nếu ngày nào được bình yên, nếu ngày nào được yên ổn, nếu ngày nào không chiến tranh, ngày đó ráng làm thiện, ráng làm lành, ráng tu nhân tích đức, ráng tu hành, ráng nâng cao giá trị tinh thần của nước nhà, ráng nâng cao giá trị của gia đình của mình cũng như bản thân, sửa đổi tâm hồn của mình cho tốt đẹp. Đừng để cái tâm chúng ta nó sẽ bị ô trược, nó sẽ xấu quấy, nó suy nghĩ chuyện không đúng. Chánh tư duy một ấy thanh cao, hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ. Mình sanh ra trên đời, mình coi sống, ăn, mặc ở không lẽ có bao nhiêu thôi sao? Rồi đến ngày mình ra đi, mình chết, mình về đâu? Giờ này mình còn đất nước Thái Bình nè. Nhưng mà các ngài đã tiên tri trước rồi đó. Thập bát chư hầu lỵ há khang, 18 nước đại cường quốc mà còn khóc mà. Còn có cái nghĩa thứ hai, đó là nghĩa một. Còn nghĩa thứ hai gọi là thập bát chư hầu lỵ há khang, 18 nước còn phải bó tay, còn phải khóc ròng. Lúc này đó thì Đức Thầy nó mặt dưng mắt dạng từ bi, thiền chèo mát nước, mặt dưng mắt dạng từ bi là chỉ cho nơi ngài năm chèo xuất hiện và ẩn mình ở tại nơi giàm nao. Thì mặt dưng mắt dạng từ bi, thiền đi chở ngược về thì giàm nao, dòm xem thiên hạ lao sao, không ghé nhà nào cũng gõ vài câu, con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thú nuốt mà người hung. Giờ đó đó, năm chèo xuất hiện và nổi dậy, không ai làm được gì nữa cả. Không ai làm được gì cả. Chuyện bên thầy kể sau khi mà nổi dậy bơm đạn bỏ chúng ông năm chèo ông bự ra thêm. Ông không chết mà còn bự ra thêm nữa. Giờ đó 18 nước lúc này đành bó tay, đặt bàn hương án cầu nguyện. Và đặt bàn hương án cầu nguyện. Lúc này Đức Thầy xuất hiện thu phục ông Năm Chèo. Lúc đó mới được bình an. Và đó là chuyện bên thầy kể lại. Chúng tôi kể dựa theo chuyện bên thầy 100+ câu chuyện. Mà bây giờ thì có các chú bác và ban siêu tầm á, siêu tầm thêm được nữa là tổng cộng là 1000 câu chuyện bên thầy. Và mới, nhưng mà đó là mới có tập 1 thôi, quyển 1 thôi nha. Chứ sau này có lẽ còn thêm quyển 2, tại vì để quyển 1 là sẽ có quyển 2. Còn không thì sẽ để chuyện bên thầy toàn tập là đủ hết tất cả. Nhưng mà mới nó để quyển họ quyển 1 thì tất là vẫn còn quyển 2. Giống như Đệ Nhất Thế Chiến. Đệ Nhất Thế Chiến qua rồi thì sẽ có Đệ Nhị Thế Chiến. Mà Đệ Nhị Thế Chiến qua rồi thì sẽ có Đệ Tam Thế Chiến. Còn mình chỉ nói rằng chiến tranh qua rồi thì thôi. Còn mình mà nói đã đệ nhất thì sẽ có đệ nhị. Mà đệ nhị thì sẽ có đệ tam. Không ai tránh khỏi con đường này. Mà trên toàn cầu thế giới chiến tranh. Và hiện nay đó là còn chiến tranh trên thế giới. Đặc biệt giống như cái thằng cái gì Una gì đó. Una với chiến tranh với nước nào đó đó. Nước Nga. Và chẳng những vậy mà còn trên thế giới nữa. Chứ không phải là có hai nước đó không. Đó. Mà nước Việt Nam chúng ta còn được bình yên, nước Việt Nam chúng ta còn được yên ổn, thì chúng ta phải làm sao? Ráng tu hành đi, chứ đừng để chờ tới giờ đó cho em xin thêm giấy mực. Giờ đó mình mới chịu tu tâm dưỡng tánh, mình mới chịu ăn chay, mình mới chịu cúng lại, mình mới chịu làm lành lánh dữ, thì sẽ không còn kịp nữa. Giờ đó chỉ còn có bập bẹ Nam Mô cũng nhọc cầu. Đó. Cho nên đó, tất cả mọi người
Nên nhớ rằng câu giảng thầy nói thập bát chư hầu lỵ há khang. Toàn cầu trên thế giới có 18 nước đại cường quốc sau này khóc ròng rơi nước mắt. Khóc mà nước mắt không còn luôn. Rồi mình nghĩ coi giờ đó mình phải trốn ở đâu, mình tránh ở đâu, ai là người cứu mình, ai là người giúp mình. Lúc bình thường phiên niệm Phật than rằng chưa rảnh, lúc bắt hồ mắc gì cũng đi. Rủ đi non đi núi cúng lại các đấng thiên liêng trên núi. Họ đi kiếm ai ở trển á? Giờ người ta rủ mình không đi thì thôi. Còn hỏi đi kiếm ai ở trển á? Tối ngày đi kiếm cứu nổi trên núi. Nhưng mà lời nói đó là lời nói chưa có duyên. Chứ còn người có duyên nghe rủ được ai rủ đi núi. Dầu cho mình sắp xếp công việc đi không được, nhưng mà trong lòng mình ái nái lắm, ngùi ngùi lắm. Nhớ non, nhớ núi, đặng một ngày nào mình đến đó mình cúng các vị, cúng mười phương chư Phật, cúng các vị chư thần, đặng độ cho gia đình mình, đặng độ cho đất nước mình, độ cho đồng bào xã hội mình. Đặc biệt, đa phần là người đi non núi là cầu nguyện cho gia đạo. Sau đó là tới toàn cầu thế giới được bình an, bệnh dịch chống qua mau, chiến tranh không còn nữa, nhân loại, con người sống mới được thái bình yên ổn. Các chú bác, toàn cầu thế giới, ai đã có mặt vào thời kỳ chiến tranh, quý vị mình thấy khổ cỡ nào không? Tuổi đời của con còn nhỏ, không có mặt vào thời chiến tranh, nhưng con có đọc nhiều kinh sách, nhiều lịch sử để lại. Sửa sản bưng chén cơm lên ăn, bom đạn sửa sản dội tới rồi là bỏ chạy, quăng bỏ chạy. Có nhiều người cặp nách con bên, nhiều người lôi con, bỏ trong bao, gánh nó hoặc là để trên vai chạy. Vậy đó mà còn phải chết lên chết xuống. Mình còn được thời bình, còn sống được thì ráng bình yên. Toàn cầu trên thế giới, trong nước ngoài nước, ai được nghe lời này, xin ráng giữ giùm cho thái bình. Dù bất cứ cấp bậc nào, đừng có mong cầu chiến tranh, đừng có ham chiến tranh, làm cho con dân khổ lắm. Toàn cầu trên thế giới đừng chiến tranh nữa, để cho mọi con người chỉ lo sống ăn mặc ở, để lo tu hành. Chiến tranh khổ lắm, nội mà bơm khói mà nó đổ về thôi là khổ rồi, chúng độc chết rồi. Đâu phải hiện nay là còn tiến bộ hơn, khoa học giỏi hơn nữa, phải chế nhiều vũ khí hạt nhân, phải chế ra nhiều cái chất độc hơn nữa. Nhưng mà chế ra để làm gì? Sau này chiến tranh nha, quăng bỏ ra làm cho con người phải bị khí độc mà chết. Rồi mưa xuống, khí độc nó lên nền trời, mưa xuống con người bị nước mưa, cũng bị nước mưa, bị hơi khói, bị chất độc đó mà cũng đủ chết nữa. Huống chi là gì? Rồi cây cỏ nó cũng không còn nữa. Rồi sống ở đâu đây? Mình sống bằng gì đây? Tự con người mình giết con người của mình, tự mình làm cho chiến tranh. Chứ không có ông trời, ông Phật nào mà làm cho chiến tranh cả. Mà chính con người của mình, toàn cầu trên thế giới, ai mà có lòng để mà mộng bá đồ dương, hoàn toàn gây chiến tranh hết, gây chiến tranh làm khổ con người hết. Trở lại, đó là hai câu, là một mảnh đề muốn nói rằng đó là Đức Thầy tiên tri chúc ra cho mọi người biết. Sau này chiến tranh khổ sở, rồi ma quái lộng hành, thú dữ nổi dậy, rắn to tên gọi mãng xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Rồi quý vị mình thấy đó, giờ đó trời đất tối thui, chỉ còn có cái đạo mới còn lại đó. Gọi là thiên địa u minh dĩ đạo tràng, thập bát chư hầu lỵ há khang. Giờ đó chiến tranh liên miên, ở đâu đánh ở đó. Rồi phải ma quái lộng hành, rồi tất cả các loài thú xuất hiện. Mà không biết tất cả các loài thú ở đâu nó trở về, tức là trên rừng nó trở về. Nhưng mà chúng tôi thường đi rừng, thường đi non núi, cũng như trong vùng Thất Sơn Bảy Núi, cũng như là núi Tà Lơn, thấy có nhiều cục đá nó có những cái hình tượng dị hợm, hình rắn mãng xà có, hình con cọp có, hình con beo có, hình con sói có, hình con rít có, hình con cá sấu có đó, rồi hình con voi có, tất cả những loại hình heo rừng có. Mà không biết sau này cái đó có thể là nó quá thành thiệt hay không mình không hiểu. Nhưng mà có một cái là đi non núi là mình gặp vậy nhiều lắm, chứ không có đâu đó.
Cho nên chỗ này, sau này trời đất thay đổi, vận hành càng khôn vũ trụ thay đổi, là chỉ còn có cái đạo thôi. Ai tu đạo mới còn sống thôi. Ai có phước đức, ai có phước đức sâu dày mới sống nổi thời kỳ đại nạn, thời kỳ thay đổi của Lý Tam Quân mà thôi. Bây giờ trở lại với hai câu tiếp theo là hết mảnh đề. Đó là đạo lý tầm sâu sâu chẳng cạn. Đạo đức thầy, Đức Phật ra khai sáng, Đức Thầy ra khai sáng để đem cái nguồn đạo truyền ban cho tất cả mọi người. Mình tìm vào đây, tầm vào đây, đường hướng chỉ vạch vạch rõ ra, giống như tôn chỉ là đường hướng đã vạch sẵn, đúng hướng, chính xác, rõ ràng, và làm theo đó để đắc quả giống như Ngài. Đức Thầy hứa hẹn sẽ có một ngày Đức Thầy trở về, ít lâu ta cũng trở về, tức là Đức Thầy sẽ trở về. Và Đức Thầy có nói trong chuyện bên Thầy đó, có kể lại đó, 100 mấy câu chuyện bên Thầy có nói Thầy đi làm sao sẽ về như vậy. Đừng có tin mọi người, đâu có Thầy xưng Thầy, xưng Thầy chỗ này chỗ kia không có. Nhưng mà sau này Thầy sẽ trở về chánh giữa của cái ghế ở ngay chánh giữa tổ đình đó. Thì chính vì thế lúc đó mới thoát nạn được, và lúc đó mới thật sự là Đức Thầy chúng ta. Còn ngoài mà vị này xưng Thầy, vị kia xưng Thầy là không đúng, không phù hợp đối với người con Phật, người tín đồ Phật giáo hòa hảo được. Nên gọi là đạo lý tầm sâu, sâu chẳng cạn. Cái đạo đó rất là vi diệu, vô thượng, thẩm thâm, dĩ ý truyền, danh ngôn, dạch để, chép đàn tiên, cư gia, tịnh độ, tâm viên mãn, sĩ xuất, văn từ, dốc dạy phiên. Có câu một vị hòa thượng cho biết, nhạn quá tường không, ảnh trầm hải thị, nhạn vô dích di tích chi ý, thị vô lưu ảnh tri tâm. Đạo khả giả, bất khả tu du ly giả, khả ly phi đạo giả. Nếu mình rời cái tâm mình trong giây phút, mãi mãi sẽ không gặp được đạo. Và cho nên cái đạo nó thậm thâm vi diệu lắm. Cao thì không có gì cao bằng, mà sâu thì không có gì sâu bằng. Cũng như có câu cho biết, Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng, Phật quá đầu thượng, ma mới nhượng đầu sư. Trên giới trời chẳng ai bằng Phật, khắp mười phương hẳn thật khó so. Dòm trong cõi thế rộng to, một người khó kiếm sánh đo cùng Ngài. Cho nên tất cả mọi phương diện đều chung quy lại một gốc. Tất cả mọi phương diện đường hướng đều quy lại một cái đạo mà thôi. Nên gọi đạo lý tầm sâu, sâu chẳng cạn. Một con đường, đó là con đường bước chúng thì sống, bước chặt tắt chết. Cho nên chỗ này, đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối. Nên gọi là đạo lý tầm sâu. Bây giờ mình tầm càng sâu chừng nào thì đạo càng sâu như chừng đó. Xin đơn cử một câu chuyện về phần sự chuyện cổ Phật giáo ngày xưa. Phật đi vào trong cánh rừng nọ, Đức Phật khòm xuống hốt một nạm lá cây lên, giơ lên hỏi này ông A Nan, nắm lá cây trong tay của Như Lai nhiều hay hoặc lá cây trong rừng nhiều vậy A Nan? Ông A Nan chắp tay và đảnh lễ Thế Tôn, nắm lá cây trong tay ngài rất ít so với lá cây rụng nhiều năm tháng trong rừng vậy. Và cho nên trong lúc này, Phật nói này ông A Nan ơi, những gì mà Như Lai và các ông giống như nắm lá cây Như Lai nắm trong rừng kia vậy, những gì mà Như Lai chưa dạy các ông giống như lá cây rụng trong rừng nhiều năm tháng. Nên gọi là đạo lý tầm sâu, sâu chẳng cạn. Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, phải tìm kiếm cái không mới có. Thậm thâm vi diệu lắm quý vị ơi. Ai mà được thể tánh thâm nhập tuyệt đối kìa, quý vị mình mới thấy được cái đạo nó sẽ hay ho, nó tốt đẹp vi diệu làm sao. Đạo hiểu rồi ngon tợ gỏi nem, mà mùi đạo diệu gỏi nem khó sánh. Thật là vi diệu làm sao. Giống như pháp môn tịnh độ thôi, quý vị mình niệm Phật đi, tự nhiên tất cả mọi thứ nó gác qua một bên hết, mình rất là an tâm, không còn khổ nữa. Giống như chúng ta tu thiền đi, gọi là thiền quán, thiền định, thiền na đi, thì lúc đó mình thâm nhập được tâm hồn của mình rồi đó, mình thấy mình an lạc dữ lắm. Mà đi đến chỗ vô trụ là mình không còn chạy theo chỗ an lạc đó nữa, là mình làm chủ được cái tâm hồn của mình, làm chủ được vận mạng của mình.
Thưa chư quý vị, gọi là đạo lý tầm sâu sâu chẳng cạn, đời cùng ly loạn khắp chư bang. Đó là Đức Thầy đã kết cho cái câu 4 cho chúng ta biết rằng đời cùng tức là đời không còn nữa. Giai đoạn chúng ta chỉ còn sống thôi là trong giai đoạn cuối cùng cuối của cuộc đời này thôi, chứ không phải là còn thời gian mà trải qua tới nguân nào nữa. Phải trải qua hết hạ nguân này tới phải chuyển sang tới thượng nguân mới được. Cho nên tất cả mọi thứ, mọi người trên thế giới, toàn cầu thế giới, mình còn được xác thân, mình còn được mạnh giỏi, mình còn được bình yên, mình còn được làm ăn đây đó, mình ráng làm thiện, ráng làm lành, giúp đỡ cho người nghèo, giúp cho kẻ đói mới nhầm, còn hơn là đúc chuông đồng Phật bự, mà mới có là giúp cho người nghèo thôi đó nghe. Còn nếu chúng ta giúp được, bắt được một cái cầu để cho bà con đi ngang thôi là cuộc đời chúng ta thông phương. Mình vừa làm được con đường cho người ta đi thôi thì cuộc đời của mình không có bị dấp phải. Mình lúc đi tới đâu cũng được thông phương tới đó. Mà nếu chúng ta giúp được cho một căn nhà, người ta có người ta ở, người ta sống, là mình có phước rất lớn. Đời đời con cháu mình sẽ có nhà, có cửa ở và tăng phước, tăng thọ. Cũng như Thầy nói phước nhiều tiên cảnh lên rài, tổ nhiều sa đọ nhiều ngày thảm thơi. Huống chi là mình cắt được một cái am, mình cho tiền ta cắt một cái am, một cái cốc, và một cái am, một cái cốc để cho tất cả chư huynh đệ cũng như những người tu, cũng như các vị tăng ni có chỗ nơi nương tựa tu hành là phước báo mình lớn lắm đó. Đa phần người tín đồ Phật giáo hảo là cắt am hoặc là cốc đó. Các cái am, một cái cốc rất là cắt gọn gọn, nho nhỏ thôi, có chỗ ở tu tập thôi đó. Cho nên tất cả mọi quý vị mình mà mình làm được như vậy thì cái phước báo mình càng tăng thêm nữa. Mà nếu chúng ta được có cắt một cái chùa để cho bá tánh vạn dân quy tụ trở về tu hành là càng tốt nữa. Mà nếu chúng ta vừa làm việc thiện nhiều như vậy mà biết tu nữa thì chúng ta hưởng được hai phần, và hữu lậu và vô lậu. Và vừa làm thiện làm phước, tức là phước huệ song tu đó. Cho tất cả mọi vị, mọi thứ trên đời này mà mình biết được như vậy đó. Đời cùng ly loạn khắp chư bang, cuộc đời sau này sẽ ly loạn hết tất cả các nước trên thế giới, toàn cầu trên thế giới. Chỉ còn quy mô trở lại là lấy cái đạo mà thôi. Chỉ còn có lấy cái đạo đức. Ai biết tu hành, ai biết cúng lại tương trai, biết sửa tâm hồn, biết hiếu thảo và biết đền ơn và biết bổn phận là sẽ được Phật trời cứu độ mình. Thưa toàn thể quý vị, gieo duyên với quý vị mình vài lời, đến đây xin tạm dừng, xin cầu chúc cho toàn thể pháp giới chúng sanh cũng như người Việt Nam, toàn cầu trên thế giới được nhiều phước báo, thoát qua tai nạn trong đời và cơm no áo ấm, phát triển kinh tế lẫn tinh thần, và gia đạo được bình yên, và bệnh dịch trên thế giới này cũng không còn, và cũng không còn chiến tranh, để có cuộc sống yên bình và tu hành cho được đến ngày thành công đắc quả. Nam mô A Di Đà Phật.